Tập 38 Gia Cát Cầu Gió Đông Lại nói Chu Du đứng trên đỉnh núi, quan sát hồi lâu, bỗng nhiên ngã vật về phía sau, miệng thổ máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Tả hữu vực vào trướng, các tướng đến thăm, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Lỗ túc thấy Chu Du nằm một chỗ, trong lòng buồn bã, đến gặp Khổng Minh, thuật chuyện Chu Du bị bệnh bất ngờ, rồi liền mời Khổng Minh cùng đến thăm Chu Du. Khổng Minh nói, theo ý ông thì ra làm sao? Túc nói, đó cũng là phúc tào tháo mà vạ đông ngô thôi. Khổng Minh cười nói, bệnh không cần, tôi có thể chữa được. Túc nói, nếu được như thế, thì may cho đông ngô quá. Lỗ Túc vào báo có Khổng Minh đến thăm. Du Sai mời vào, rồi bảo Tả Hữu đỡ dậy ngồi trên giường. Khổng Minh nói, mấy bữa nay không đến hầu, ngờ đâu Ngọc Thể bất an. Du nói, người ta họa phúc sớm tối khôn lường, biết đâu mà giữ cho xuể. Khổng Minh cười nói, trời kia gió mưa bất thường, người ta có liệu trước được không? Du nghe nói tái mặt đi, rên khừ khừ, khổng minh nói nên uống những vị thuốc mát mới được du nói tôi đã uống nhưng đều vô hiệu khổng minh nói trước hết phải chữa cái khí nếu khí thuận thì thở hít cũng dễ rồi tự nhiên sẽ khỏi bệnh du tin chắc khổng minh hiểu được ý mình liền hỏi thử rằng muốn cho thuận được khí nên uống thuốc gì khổng minh cười nói tôi có một phương thuốc làm cho đô đốc thuận được khí du hỏi phương thuốc gì xin tiên sinh cho biết khổng minh mượn giấy bút bảo tà hữu lui ra ngoài rồi viết 16 chữ như sau. Muốn đánh tào công, phải dùng hỏa công, muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông. Viết xong, đưa cho Chu Du và nói, căn bệnh của đô đốc ở đây. Du xem xong giật mình, nghĩ rằng khổng minh thật là thần thánh, biết hết cả ruột gan ta, cần phải nói rõ sự thật mới xong. Rồi cười, nói với Khổng Minh, tiên sinh đã biết gốc bệnh của tôi, vậy phải dùng thuốc gì trị được. Việc gấp đến nơi rồi, xin dạy cho. Khổng Minh nói: Tôi tuy rằng bất tài, nhưng có gặp được một sĩ nhân truyền cho quyển kỳ môn độn giáp thiên thư có thể gọi được gió, bảo được mưa. Đô đốc muốn cần đến gió đông nam thì phải lập đàn tại núi Nam Bình, gọi là đàn thất tinh, bề cao chín thước, chia làm ba tầng, dùng 120 người cầm cờ đứng xung quanh. Tôi xin lên đàn, dùng phép mượn gió đông nam thật to 3 ngày ba đêm để đô đốc dùng binh. Đô đốc nghĩ thế nào? Du nói: Chẳng cần đến 3 ngày ba đêm, chỉ một đêm gió to là xong việc nhưng xin tiên sinh phải làm ngay cho, chớ để chậm chạp. Khổng Minh nói, ngày 20 tháng 11 là ngày giáp tý, bắt đầu tê gió, đến ngày 22 là ngày bính dần thì gió im, có được không? Du nghe nói mừng lắm, đứng choàng dậy, lập tức sai quân đến núi Nam Bình đắp đàn và điều 120 tên lính cầm cờ giữ đàn, sẵn sàng nghe lệnh. Khổng Minh từ biệt Chu Du cùng với lỗ túc lên ngựa đến núi Nam Bình, xem xét địa thế. Rồi sai quân sĩ lấy đất đỏ ở phương Đông Nam đắp đàn, chu vi rộng 24 trượng mỗi tầng cao 3 thước, cả thảy là 9 thước, tầng dưới cắm 28 lá cờ sao. Phương Đông 7 lá cờ xanh, theo hình tròm sao thanh long là dốc, tang, đê, phòng, tâm, bí, ờ. Phương Bắc 7 lá cờ đen, theo hình tròm sao huyền vũ là đầu, ngưu, nữ, hương nguy, thất, bích. Phương Tây 7 lá cờ trắng, theo hình tròm sao bạch hổ là khuê, lâu, vị, mão, tất, thủy, sâm phương nam bảy lá cờ đỏ theo hình tròm sao chu tước là tỉnh quỷ liễu tính trương dực trần tầng thứ hai 64 lá cờ cắm xung quanh theo phương vị 64 quẻ đứng dàn ra tám mặt tầng trên nữa dùng bốn người người nào cũng phải đội mũ bịt tóc mặc áo thay thâm áo dài đai rộng dày đỏ quần vuông mé trước một người đứng bên tả cầm cái cần dài trên đầu cầm cắm lông gà để chiêu gió một người đứng bên hữu cũng cầm cái cần dài trên đầu cần buộc cờ hiệu thất tinh để khiến chiều gió. Mé sau, một người bên tả cắp thanh bảo kiếm, một người bên hữu bưng cái lưu hương. Ở dưới chân đàn lại có 24 người vác cờ xí và khí giới đứng quanh bốn phía. Đến ngày 20 giáp tý, tháng 11, giờ tốt, khổng minh tắm gội sạch sẽ, mặc áo phù thủy, xóa tóc đi chân không đến trước đàn. Dặn lỗ túc, ông về giúp Chu Du điều quân, nếu tôi cầu không được gió cũng đừng nên trách. Lỗ túc từ biệt ra về. Khổng Minh dặn các tướng sĩ coi đàn, không ai được tự tiện bỏ chỗ đứng mà đi chỗ khác không ai được quay đầu ghé tai nói năng bậy bạ không ai được thất kinh sợ hãi ai trái lệnh sẽ bị chém đầu chúng đều tuân lệnh giam giáp khổng minh khoan thai bước lên đàn quan sát phương hướng đâu đấy đốt hương rót nước ngẩng mặt lên trời khấn thầm một hồi rồi xuống đàn vào chướng nghỉ lại truyền cho quân sĩ thay đổi nhau ăn uống mỗi ngày khổng minh lên đàn ba lần xuống đàn ba lần mà mãi vẫn không thấy có gió đông nam hôm ấy trời gần tối bầu trời sáng sủa, không phe phẩy một tí gió nào. Du nói với lỗ túc, khổng minh nói sai rồi, trời đông thắng rét thế này, làm gì có được gió đông nam. Túc nói, tôi chắc khổng minh không phải là người nói bậy. Chu Du bèn mời trình phổ, lỗ túc và các tướng trực sẵn dưới trướng, chỉ đợi có gió đông nam là cất quân đi. Một mặt báo tin cho tôn quyền để tiếp ứng. Hoàng Cái đã dự sẵn hai chục chiếc hỏa thuyền, mũi thuyền cắm trong sắt, trong thuyền chứa đầy lau sậy, củi khô tẩm dầu mỡ, trên rắc lưu huỳnh, diêm tiêu, dùng vải xanh che kín. Trên mũi thuyền cắm cờ xanh, đuôi thuyền đóng sẵn một cái xuồng dự bị, sẵn sàng đợi lệnh chu du. Du lại sai cam ninh, hám trạch kèm giết sái chung, sái hòa trong thủy trại, ngày nào cũng uống rượu. Không cho một tên lính nào lên đến bờ, xung quanh toàn là quân mã đông ngô bao vây chặt chẽ, chờ lệnh cấp trên. Chu du đang ngồi bàn việc trong trướng, có thám tử vào báo rằng thuyền của ngô hầu đã bỏ neo cách trại 85 dặm, chỉ đợi tin lành của đô đốc. Chu Du truyền lệnh cho quan quân, tướng sĩ, ai nấy đều phải thu xếp thuyền bè, khí giới cho đủ. Khi nào có lệnh xuống, không được chậm chạp một phút nào, nếu ai lầm lỡ, lập tức chiếu quân pháp trị tội. Các tướng được lệnh ấy, ai nấy khoa chân múa tay, sẵn sàng chiến đấu. Đêm hôm ấy, Chu Du ngồi đợi trong trướng đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, nghi nghi, hoặc hoặc không biết khổng minh có thực sự cầu được gió Đông Nam hay không. Gần đến canh ba, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, cơ quạt tung bay, Du ra trướng xem, thấy đuôi cờ bay về phía tây bắc. Một lát, gió Đông Nam nổi lên ẩm ẩm. Du giật mình nói, người này có phép đoạt được trời đất, có thuật tài hơn quỷ thần. Nếu để sống thì thế nào cũng gây vạ lớn cho Đông Ngô, chi bằng giết trước để khỏi lo về sau. Nói rồi, lập tức gọi hai tướng bộ quân đô úy là Đinh Phụng, Từ Thịnh, đến bảo rằng hai người dẫn một trăm quân, Từ Thịnh đi đường thủy. Đinh Phụng đi đường bộ, cùng đến cả đàn thất tinh ở núi Nam Bình, không hỏi han chi cả cứ việc chặt phăng ngay đầu ra cát lượng, đem về đây lấy thưởng. Hai tướng lĩnh mệnh, từ thịnh dẫn 100 tay đao phủ nhổ thuyền đi trước, đinh phụng dẫn 100 tay cung nỏ lên ngựa đi sau đến núi Nam Bình. Người đời sau có thơ rằng, xóa tóc lên đàn khấn gió đông. Gió đâu phút chốc nổi đùng đùng, vì không ra cát dùng mưu lạ, không cần khôn ngoan luống ủng công. Quân mã đinh phụng đến trước, trông lên thấy tướng sĩ đang cầm cờ đứng đón gió trên đàn. Phụng xuống ngựa, cắp gươm lên đàn, không thấy Khổng Minh đâu, đâm hoảng hỏi các tướng sĩ ở đó, thì họ nói Khổng Minh vừa xuống đàn đi rồi. Phụng vội vàng xuống đàn đi tìm thì thuyền Từ Thịnh cũng vừa đến. Hai tướng lập tức chia làm hai đường thủy lục đuổi theo. Từ Thịnh sai kéo căng buồm, lướt nhanh như gió. Đuổi cách thuyền trước không xa mấy, Thịnh đứng trên mũi thuyền gọi to lên rằng, quân sư đừng đi vội, đô đốc tôi có lời mời. Khổng Minh đứng ở sau thuyền cười ha hà nói, ông hãy về bẩm với đô đốc dùng binh cho khéo, lượng tôi tạm về hạ khẩu, khi khác sẽ xin đến hầu. Từ Thịnh nói, xin hãy dừng thuyền một chút, có việc khẩn cấp muốn nói. Khổng Minh nói, ta đã biết đô đốc chẳng dung, thể nào cũng sai giết ta, nên đã dặn trước Tử Long đến đón, tướng quân không cần phải đuổi theo nữa. Từ Thịnh thấy thuyền Khổng Minh không có buồn nên cố sức đuổi theo, khi đuổi gần kịp, thấy Triệu Tử Long Dương Cung đặt tên, đứng ở lái thuyền gọi to lên rằng, ta là Triệu Tử Long ở thường sơn đây. Ta phụng mệnh đến đón quân sư, sao ngươi dám đuổi theo? Đáng lẽ ta cho một phát tên kết liễu đời người mới phải, nhưng em mất tình hòa khí giữa hai nhà xong cũng phải cho ngươi biết tài của ta mới được nói đoạn bắn một phát đứt phăng dây cột buồm ở thuyền từ thịnh cánh buồm rơi xuống sông thuyền quay ngang ngay ra triệu tử long liền sai dương buồm theo chiều gió mà đi thuyền bay vùn vụt như tên đuổi cũng không kịp hai tướng bèn về ra mắt chu du thuật lại việc khổng minh đã hẹn trước triệu vân sang đón chu du giật mình nói người này đa mưu quá làm cho ta chẳng yên tâm chút nào lỗ túc nói hãy để phá xong tàu tháo đã rồi ta sẽ liệu. Du đồng ý, đòi các tướng đến nghe lệnh. Trước hết, Sai Cam Ninh đem Sái Trung và hàng binh đi men theo bờ phía nam, mang toàn cờ hiệu, đến thẳng rừng Ô Lâm là kho lương của Tào Tháo, kéo sâu vào đến nơi, đốt lửa lên làm hiệu. Chỉ để một mình Sái Hòa ở lại trong trại, có việc dùng đến. Thứ nhì, gọi thái sử từ lĩnh 3.000 quân đến thẳng địa giới Hoàng Châu, chặn đường quân Tàu ở Hợp Phì đến tiếp ứng. Lúc nào giáp chiến quân Tàu thì đốt lửa làm hiệu, trông thấy cờ đỏ tức là quân tiếp ứng của Ngô Hầu tới. Hai đội này đi xa hơn cả, phải đi trước. Thứ ba, gọi đến Lã Mông lĩnh 3.000 quân đi ra rừng Ô Lâm để tiếp ứng Cam Ninh, đốt trại Tào Tháo. Thứ tư, sai lăng thống lĩnh 3.000 quân, chặn ngang biên giới Di Lăng, hễ thấy Ô Lâm nổi lửa, thì dẫn quân đến tiếp ứng. Thứ năm, gọi đồng tập lĩnh 3.000 quân đến thẳng Hán Dương theo đường Hán Xuyên đánh vào trại Tào Tháo. Hãy nhìn thấy cờ trắng, kéo ra Hán Dương tiếp ứng. Sáu đội chiến thuyền chia đường cùng tiến, lại sai Hoàng Cái chuẩn bị hỏa thuyền. Một mặt cho quân mang thư hẹn với Tào Tháo đêm nay đến hàng, một mặt điều bốn đội thuyền đi theo Hoàng Cái để tiếp ứng. Đội nhất là Hàn Đương, đội nhì là Chu Thái, đội ba là Tưởng Khâm, đội tư là Trần Vũ. Mỗi đội mang 300 chiếc thuyền, hai chục chiếc hỏa thuyền đi hàng đầu. Chu Du cùng với Trình Phổ ngồi trên chiếc thuyền to đốc chiến, Từ Thịnh, Đinh Phụng làm tả hữu hộ vệ. Còn Lỗ Túc, Hám Trạch và bọn mưu sĩ ở nhà giữ trại. Nói về Lưu Bị ở Hạ Khẩu, đang chờ Khổng Minh về. Chờ mãi mới thấy một chiếc thuyền buồm căng gió tiến lại. Lưu Bị, Lưu Kỳ vội vàng xuống đón, phút chốc thuyền ghé vào bờ. Khổng Minh và Tử Long bước lên. Lưu bị mừng rỡ, hỏi han trò chuyện. Khổng Minh nói, các việc khác xin hãy để thư thả. Khi trước tôi có hẹn quân mã và chiến thuyền, đã thu xếp xong chưa? Lưu Bị nói, xong đã lâu, chỉ đợi quân sư về cắt đặt. Khổng Minh cùng với Lưu Bị, Lưu Kỳ lên trướng ngồi, rồi bảo Tử Long đem 3.000 quân mã sang sông, đi tắt đến đường hẻm Ô Lâm, tìm chỗ nào cây cối rậm rạp mai phục. Cuối canh tư đêm nay, Tào Tháo thế nào cũng chạy qua đường ấy, đợi quân Tào đi được nửa chừng thì đốt lửa lên, đổ ra mà đánh. Tuy không giết được cả, nhưng chắc giết được một nửa. Triệu Vân nói, Ô Lâm có hai đường, một đường sang Nam Quận, một đường về Kinh Châu, biết đón ở đường nào. Khổng Minh nói, Nam quận địa thế hiểm lắm, Tào Tháo không dám qua, tất phải sang Kinh Châu, để kéo về hứa đô. Triệu Vân lĩnh kế đi trước. Khổng Minh lại gọi Trương Phi đến, bảo rằng, dựng đức lĩnh 3.000 quân mã sang sông, mai phục trong hang Hồ Lô, Tào Tháo không dám qua Nam Di Lăng, tất chạy qua Bắc Di Lăng. Ngày mai, lúc tạnh mưa, quân Tào đến đó thổi cơm, hễ thấy có khói thì đốt lửa ở sườn núi rồi đổ ra mà đánh. Tuy không bắt được Tào Tháo, nhưng công của Dực Đức cũng không phải là nhỏ. Trương Phi lĩnh kế đi ngay. Lại dặn Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong phải mang thuyền đi quanh sông vây bắt bại quân, tước lấy khí giới. Ba người lĩnh kế tiến quân. Khổng Minh đứng dậy bảo Lưu Kỳ rằng, một giải võ xương vô cùng hiểm yếu, xin công tử dẫn quân về ngay, bố trí ở các cửa bến. Quân Tào thua chạy đến đó, sông ra mà bắt, nhưng chớ nên đi xa thành lũy của mình. Lưu Kỳ từ biệt Huyền Đức và Khổng Minh đem quân đi khổng minh bảo huyền đức rằng chú công nên đóng quân ở cửa phản khẩu lên núi cao mà xem chu du đêm nay thành công lớn bấy giờ quan vũ đứng cạnh khổng minh không đả động gì đến quan vũ không sao nhịn được nói to lên rằng tôi từ khi theo anh tôi đi đánh dẹp đến nay kể cũng đã lâu chưa khi nào tôi phải lùi lại sau nay gặp trận đánh to thế này không thấy quân sư hỏi han gì đến là ý làm sao khổng minh cười nói vân trường đừng trách tôi muốn nhờ tướng quân giữ cho một chỗ hiểm yếu nhưng còn hơi ngại một chút chưa dám phiền đến quan vũ nói nghi ngại điều gì xin cho tôi biết khổng minh nói khi xưa tào tháo đãi tướng quân hậu lắm thế nào tướng quân chẳng nhớ ơn nay tào tháo thua trận tất chạy qua đường hoa dung nếu sai túc hạ đi tất nhiên túc hạ tha cho hắn thoát bởi thế chưa dám phiền tới quan vũ nói quân sư nghĩ thế thật là có bụng tốt khi xưa tào tháo có trọng đãi tôi nhưng tôi đã chém nhan lương văn xú giải vây thành bạch mã để báo ơn rồi nay nếu có gặp y tôi đâu dám dễ dàng tha y được khổng minh nói nếu tướng quân tha thì làm sao quan vũ nói xin theo quân luật khổng minh nói nếu thế phải làm giấy cam đoan quan vũ xin ký giấy cam đoan rồi hỏi lại rằng tào tháo không chạy qua đường ấy thì quân sư dạy thế nào khổng minh nói tôi cũng xin lập tờ cam đoan quan vũ đưa tờ cam đoan cho lưu bị rồi định đi ra khổng minh gọi lại dặn tướng quân nên tìm trái núi nào cao ở đường hẻm hoa dung chất cỏ đốt lửa lên để giữ quân Tào đến. Quan Vũ nói: "Tào Tháo thấy có lửa, biết có Mai Phục, sao hắn chịu đến?" Khổng Minh cười nói: "Tướng quân không nhớ trong binh pháp có câu hư hư thực thực đó du. Tháo giỏi dùng binh, có thể mới lừa được hắn. Hắn trông thấy lửa, cho là ta hư trương thanh thế, tất nhiên tìm đến lối đó." Tướng quân không được thả cho hắn đi. Quan Vũ lĩnh mệnh dẫn Chu Thương, Quan Bình và 500 quân đao phủ ra đường hoa dung mai phục. Lưu Bị nói với Khổng Minh, em tôi là người nghĩa khí lắm. Nếu Tào Tháo quả nhiên đi qua đó, chỉ sợ em tôi lại tha mất thôi. Khổng Minh thưa, tôi xem thiên văn, biết số Tào Tháo chưa chết, nên mới để một mối tình nghĩa ấy cho Văn Trường làm, cũng là một việc hay. Lưu Bị nói, tiên sinh mưu kế như thần, trên đời hiếm có. Nói về Tào Tháo ở trong thủy trại, cùng tướng tá bàn bạc, chỉ đợi tin hoàng cái. Hôm ấy gió đông nam nổi to, trình dục vào bẩm rằng, hôm nay có gió đông nam, xin thử tướng đề phòng mới được. Tháo cười nói, hôm nay là ngày đông chí, khi nhất dương mới sinh ra, trách nào chẳng có gió đông nam, có gì lạ đâu. Trực quân sĩ vào báo có thuyền giang đông đưa mật thư của Hoàng Cái đến. Tháo gọi vào. Người ấy dâng thư lên, trong thư nói, Chu Du phòng bị cẩn mật lắm, chưa tìm được kế thoát thân. Nay nhân có lương thảo ở hồ Phi dương mới tải đến, Chu Du sai tôi đi ra tiếp nhận, dịp may đã tới, sớm tối gì tôi cũng giết được danh tướng Giang Đông, đem thủ cấp sang hàng chỉ vào khoảng canh hai đêm nay hễ thấy thuyền nào cắm cờ xanh thì chính là thuyền lương tháo mừng lắm họp các tướng trên thuyền to đợi xem thuyền hoàng cái đến chưa biết cuộc chiến xích bích diễn biến khốc liệt thế nào xin xem tập sau sẽ rõ